Đây đây nè. Nó giống cái gì? Lòng chim. À, giống cái lòng chim chung gà. Chung gà. Nên chung cảm quá. Họ rất là về giỏi về phong thủy. Họ chụp bát của mình xuống. Đó. Rồi họ đóng vô cọp vô chân gì? Vô tay bác của mình mấy cái còng nữa, bác đâu có sức ra nổi một trong của nó đó, nó không và ông chồng bác gì thôi không phải nó bình đấy. Ủa là hôm nay mà đụng tới hình ảnh này nọ mà thiếu kỹ thuật dán phiền lắm á, làm mình nói chuyện không được á. Đó là cái chuồng gà chụp gà nhìn đi giống không? Cho nên tụi nó ai mà đi du lịch hay là đi tham quan đi cả đời ngóc đầu không nổi. Rồi Trung Cộng là vua phong thủy, nó ém nước mình, ném từ Nam tới Bắc. Ở ngoài miền Trung mình nó cái hình eo eo á, lặn rồng á, nó chặt lưng rồng, nó phá núi á, làm hư phong thủy. Ở miền Tây, ở núi Cấm nó cũng cho người ta lên bán thịt chó ô với đầy trên đó, để cho nước Việt Nam không có sanh ra nhân tài. Trong 100 triệu người chỉ cần một người là có thiên tài là cứu được nước Việt. Mà nó không có để cho người gọi là nhân tài, nhân là con người cũng không có nữa, làm gì có thiên tài. Thì lúc đó hội đồng chư Phật gia lắc đầu, ok ở dưới sanh ra không được, ta cho nguyên một đoàn quân của tao trên xuống, nguyên một sư đoàn luôn nhảy dù sang 130 xuống, trong đó có tiên đức Việt này nhảy chung xuống, tức là ở dưới không có sanh lên được thì cho trên xuống, để mà không có để mất đi cái nguồn gốc gọi là con rồng cháu tiên. Tại vì nước Việt từ bên Tàu là vua Thần Nông, là con là trên trời, phải không? Chứ không phải là mình, cái DNA của mình là thuộc về giống thiên thì đâu có thể bị tuyệt chủng được. Thì bây giờ trên thiên gửi xuống để nó ém hàng mấy trăm năm nay, cái nghìn năm nay mà hiện giờ nó cũng đang ém. Bây giờ con nghĩ bao nhiêu người nhân tài ở Việt Nam có không? Tài mà tài thiệt, tài yêu nước, chẳng lẽ 4 triệu đảng viên mà nếu mà có một nhân tài thì họ đã hiểu được rồi. Mà bao nhiêu đời, tức nghe đảng viên mà về hưu cũng nhân đảng viên đúng không? Bây giờ hơn cả một quốc gia luôn, 60% đều là có đảng viên đúng không? Nhưng mà cái đó mới diện bất kể, đó là một cái pass để đi làm thôi mà. Chỉ tính mấy trăm đàn thôi. Con sư tử trùng nó xịt sư tử nhục, tức nghĩa là cũng đảng viên, thì con sư tử nó xịt lại nó. Ăn thua là những mấy triệu, 4-5 triệu kia nó xịt lại mấy trăm đàn hay không đó. Nó có giật lộn lại mấy trăm không? Con nghĩ nó giật lộn lại không? Đức con hưởng mình cũng hơi ốm mà bự con này đập ngã. Có một điều quy tắc nên nhớ là người nào ác nhất, người đó hèn nhất thì chết nhát nhất. Chẳng qua là chưa đến lúc thôi. Nó làm gì có cái chuyện giống như mà Nguyễn Khoan Nam đúng không? Cầm súng rồi để nó đô la Mỹ ghệ đầy hết, làm gì cầm cái súng để đầu nổi. Lúc mà biết lộn mà chạy qua Mỹ tưởng đâu yên tâm cái gì nói, qua Mỹ cũng không có yên. Tại vì đã kêu thượng thiên lâu nay mà vẫn không thượng thiên, dân Mỹ sau này sẽ lấy lên hết. Anh Kiệt kêu mày thượng thiên từ 4 năm nay mà hôm nay mày mới chịu thượng thiên. Thượng thiên lúc nào mới là quan trọng? À, thì như người đời của mình thôi. Giống như cảnh sát cũng vậy, nó vô nó bắt mấy người cướp, nó kêu đầu hàng, không đầu hàng nó về chót, thì nó ba nó phải bắn lại. Thì lúc đó người nó tôi đầu hàng đâu có đúng, không có luật của nó.
ở cõi trời cũng có luật của cõi trời. Lâm sĩ lâm nhĩ xà đầu, khởi chiến tranh can qua thứ thứ khổ đa binh, mã đời dương cước anh hùng tặng, thân dậu niên lai kiến thái bình. Thì con rồng này là lâm nhĩ, cái hình này là hình thiệt chụp ở ngay ở Hà Nội, thấy ông rồng không? Lâm nhĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ cổ đa binh, mã đời dương cước anh hùng tặng. Mã đời dương cước anh hùng tặng là gì không? Việt Nam mình á là mấy ông đại ca mình á lúc nào cũng nói tôi anh hùng đó. Thì mấy anh hùng tặng số hết 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 số gọi là tặng số. Còn cái chữ mã đời là gì vậy cao độ? Mã là ngựa là nó ngọ đó. Ồ, ba cây nhang của Kiệt thắng hoài cho nên cơ trời nó đi lộn xộn rồi, đi trễ hết rồi. Tại vì cứ từ bi, cứ sợ rồi sinh rồi thắng, cho nên nó hơi chậm lại. Năm nay là năm mèo á, mình nói mèo đời dương cước anh không tận đi. Chứ giờ mã là xưa, không cơ trời thay đổi nhé. Tại vì thường cả đức thầy cũng nói 20% là cha là người xử cuối cùng, miễn làm sao mà ending happy, không có người chết. Có một lần kỳ hỏi đức thầy chứ 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái ngày nói cái đó phải coi lại, không có phải là nói là chết 7 tức là chết 7. Chết những ngày đầu tiên á, Kiệt được dạy á, là bà đập tâm hiệp đi bể những năm đầu tiên mười mấy năm về trước. Kế tiếp mấy vị nói á, lên cái đến 2018 gắn nhớ đi, nói là chiến tranh sẽ khởi ra từ Trung Đông, chiến tranh thứ ba, và có bom nguyên tử nổ. Rồi cái khi mà đó là cơ trời đi lúc thời điểm đó, đến lúc mà Kiệt nghe chiến tranh bom tử nổ, cái bắt đầu cái lên cái núi Thiên Long Sơn nghiên cứu mấy cái núi để có gì mình xuống đó mình nấp rồi mình làm hành đồ, phải không? Cái nghĩ hoài quá, chẳng lẽ là chỉ có gia đình mình sống còn cái đống người đây ta chết rồi làm sao? Không được. Ôi cha ơi, Phật ơi, cái lúc đó mình mới làm hành cái nhà đàn để mình sinh. Thì khi mà sinh lúc đó thì hội đồng chư Phật đã đồng ý. Lúc đó Phật ở trên trời phóng hào quang xuống là nói ok, con sinh không có bom nguyên tử phải không? Được, không bom nguyên tử thì thầy thành ra con Covid nó nhẹ nhàng hơn. Thì lúc con Covid là replay bom nguyên tử rồi, và con Covid cũng đồng nghĩa là ông Năm Trèo trong kinh sấm ông ăn nhiều người, ăn mấy chục triệu người. Mỗi một lần mà mình xoay chuyển cơ trời là cái thời gian nó chậm lại. Chuyện này không có ngại là già hơn, yếu hơn, chậm hơn, miễn làm sao nửa đời nửa đạo đóng xong cho cái màn phim này á là nó trọn vẹn, về trời cho cha được vui. Cái quan trọng nhất là cho nước Việt là một nước cường quốc giàu có, trong tương lai dân không có khổ nữa. Mà ba ngày trước lúc mà Sư Hữu ngồi than giảng đó, mấy con ngồi sau nghe phải không? Con mới làm cái năm phần nữa, mà phần đạo là gieo hạt giống xuống, còn phần đời á là đang ngồi chờ lệnh của cha, cha với đức thầy ra lệnh. Thì hôm nay mình nói tới đây là 50% vẫn chưa làm được chuyện gì cho quốc gia, nhưng mà ít nhiều á cũng có một cái niềm, ít nhiều á cũng một cái ánh đuốc để cho mọi người hiểu được
là ngoài này 6 triệu trên miền chúng ta không bao giờ, không có phản khắc nào, chúng ta không có tưởng nhớ người thân chúng ta ở bển. Và có một ngày á, cái thể chế mà không có công bằng này á, sẽ bị một cái quyền vi, một cái đấng tối cao thay đổi một cách rất là màu nhiệm. Đó là 100% là sự thật. 4 năm lên trên mạng nói chuyện trúng tới 90% là thời tận thế sẽ không còn cái ác, tức là không còn cộng sản, chỉ còn lại cái thiện và cái sự gọi là trích lẫn nhau, một cái sự công bằng. Con người phải có tiếng nói tự do. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, Phật nói là phải treo lại nước Việt. Phật nói nha, mình mới nói vậy chứ không phải là bao que, nhưng mà ở Việt Nam ta nghĩ là một cái sự tầm thường đâu. Và trong tương lai nước Việt không còn bí thư, cũng không còn tổng thống, chỉ có vua. Có vua có mạng trời. Một người có chân mạng trời thì có thiên long bát bộ, có các thiện thần gia hộ. Nước Việt muốn gì được đó. Và đồng thời lý do có vua là vì nước Việt sẽ không có chia cái vị tuyến 17 nữa. Còn nếu còn Bắc, còn Nam thì vẫn còn chia tiếp tục, vẫn còn giết lẫn nhau. Chỉ có vua, con người Bắc, người Trung, người Nam đều là con mình. Đó là cơ trời. Nên có cái câu là quy cổ diệt kim. Quy cổ là trở về thời vua chúa, diệt cái hiện đại, cái thời kim tiền này, là diệt cái bí thư, diệt cái tổng thống, diệt cái thủ tướng gì đó đại khái. Thì trong đó Đức Thầy có nói, ông Trang Trình cũng có nói là quy trở về cổ, diệt kim này. Hôm nay không phải tôi vô tôi nuốt miền Nam, cái tôi ăn không được, tôi dính cái khúc xương gà, tôi nhả ra, tôi chở gì tiếng 17 lợi, chuyện nó không có, không bao giờ có. Dám chơi dám chịu. Thủ đô của nước Việt Nam trong tương lai, mấy vị chư Phật nói sẽ là Sài Gòn, không phải Hà Nội. Là vì người miền Nam hiền hòa, đi giao dịch làm ăn trên thế giới có lòng tin hơn, thì sẽ đưa nền kinh tế lên lẹ hơn. Cho nên ngày mà hồi xưa mấy vị dạy Kiệt á, mấy vị Hồng Thiên Sông Núi dạy á, Đức Thầy dạy á, lúc đó Kiệt vẽ cái vòng tròn, hai vòng tròn ở Hà Nội, cái bị la. Mấy vị nói con phải vẽ hai vòng tròn ở miền Nam. Tại hồi xưa mà cơ trời đi á, lúc đó cái bản đồ nước Việt Nam đầu tiên mà màu đen á, tại thời cộng sản là đen. Cái đó, mấy vị không có nói tiên cơ, nhưng mấy vị cho màu thôi. Cái chừng dài 3 năm sau, cái gì kêu ơi, con đổi lên màu xám, màu xanh, tới màu xanh dương, tới gần đây là tới cái màu vàng á. Trên núi thì giờ mình đang để màu vàng đúng không? Thì vẽ vòng tròn á, thì mấy người lên coi thử. Đó là ở trên vẽ đó, không phải kiệt vẽ đâu. Mà cũng không phải là hiểu về chính trị hay là yêu quốc gia gì quá, kiệt đâu phải là dạng chốc cộng như là Ngô Kỷ đâu. Kiệt là vô tư mà. Ở trên biểu sao mình làm vậy, thì vẽ hai vòng tròn ở miền Nam. Còn sau này 4 con bài mà úp á, là Đức Thầy là người là sáng tác ra cái màn này, cái màn tận thế này, thì Ngài sẽ lập 4 con bài còn lại. Lâu nay mình nói úp mở mở, ai là vị trí gì, ai là Minh Dương, ai là Phật Di Lạc, ai là Chúa Giê-xu gì, mấy cái đó chỉ là nói. Người nào có chánh kiến thì tự hiểu, nhưng mà ngoài kia đâu có bao nhiêu người có chánh kiến, thì họ vẫn chờ 4 con bài lập. Thì kia cũng mong á, Đức Thầy sớm thực hiện để lập, tiếp tục cho xong 4 cây. Cái cây đầu tiên được lật lên
Đó là cơ trời không được lộ, người nào lộ sẽ hủy xác đi về. Thường mấy vị Bồ Tát đã nói trong chùa nói vậy đúng không? Nhưng mà cơ trời đi đến hôm nay là sổ số rồi. Thiên Đức Kiệt này cái bài đầu tiên là một trong 12 người con của Thượng Đế. Một người rất là đặc biệt trong 8 tỷ người, rất là hiếm có. Có 7 dòng hầu quang đang ở đây. Nếu không tin đi tìm những vị lỗi lạc thần thông hay là những người nhập đồng, hay những người có điểm ngó thử coi. Cái hình giấy ở trên mạng hay không có hình, ta nhìn hình ta biết đó. Không có láo được. Là cái bài đầu tiên lật lên là nó là như vậy, là như vậy. Và cái đó là một chuyện về tâm linh. Còn chuyện thứ hai, lời việc này nói có lợi cho ai? Có đúng hay không? Có lợi cho thế giới, có lợi cho nước Việt. Có ai bao giờ nghĩ là cha, là Thượng Đế, và hội đồng chư Phật, và Đức Thầy ghế ra hải ngoại 6 triệu trên miệng, người Việt lưu vong khắp hải ngoại, mà trong khi bao nhiêu sấm cơ bữa giờ đọc á, cái đó cũng là chuyện ngẫu nhiên à? Nó không phải, là sự tính toán kỹ lưỡng của các chư vị hết rồi đó. Cái bài lật nữa, vàng thiệt thì là không có sợ lửa. Cho nên ngày nào mà hôm nay mà còn lên đây nói chuyện để mà thức tỉnh những người u mê được thì gán lên. Nhưng mà gần mới hồi những cái mấy nó giờ chót rồi không, tụi nó sợ con rồi, nó giống như nó bất động, nó kiếm chuyện với con á. Con cũng cẩn thận, mấy gì dặn dò đủ á, sắc phàm tự mình phải lo nha. Hiện giờ trong phòng này, ở đây thì có 3-4 ông thiên tướng về sau lưng rất là đông. Mấy gì cũng đứng trên tường này đông nè, mấy ông rộng ngoài này nè. Nhưng mà vô vi, nhưng mà về mặt hữu hình á, là tự mấy đứa đệ tử cũng phải tự lo. Quỷ mà nó đâu có nể thần tiên là gì. Nếu mà nể á, thì nó đâu có làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đâu. Có nó không, không nói có, trắng nói đen, đen nói trắng. Đến ngày mà chết, ngày mai nhảy đạch đạch. Bữa nay nó cũng nói nó mạnh, nó kinh tế, nó tăng trưởng, nó dù dù. Bây giờ Phật nói còn là chỉ tâm ta, bữa nay thì dùng hình quá. Tại vì bữa giờ nói liên tục nhiều quá rồi. Đúng. Đó là quý vị biết lý do làm sao có hình này không? Con làm cái buồn mà gãy đầu. Mấy vị ơi, sao mà con nói nhiều họ cũng không hiểu, mấy vị giúp con thần. Nghĩa là mình phải cầu cứu. Cũng giống như con làm chuyện cầu cứu. Mấy bác rộng nó không có hiện thân bãi dòng dẫn Sài Gòn hù tụi nó đi. Ủa cha chưa cho. Có thể khi ngày bước chân vô Việt Nam á thì tôi làm được, còn bây giờ còn sớm quá. Mà có làm sớm nữa ngày mai nó cũng quên à. Nó nghĩ là ô bữa nay hay á, có rồng xuất hiện ngày mai họ cũng quên. À thì cái con là cái than cho mấy vị dạy mình đó. Được, để tôi tìm cách. Cái mấy vị mới làm cái bản đồ này ngay trên thủ đô Hà Nội. À mấy hồn thiên trong núi mình đó, để cho nó sợ. Là bản đồ nước Việt Nam có nghĩa là ở sau lưng Kiệt có một nguyên một cái gọi là hồn đi trong núi. Hồn đi trong núi thì mình nói nhiều người ta trên vài chục nghìn người á, mà những người anh hùng từ thời vua Hùng Vương, thời lập quốc 5.000 năm của nước Việt nha, không phải mới đây từ bên Tàu nữa. Thì những vị cũ giống như gần đây cái lâu lâu có ông xuất hiện nói chuyện, cả Kiệt cũng không biết tên ổng nữa, vua Mai Hắc Đế rồi ông Quang Trung, Nguyễn Huệ rồi là có hết rồi. Ông ít kêu xưa kia đâu biết ổng, hỏi không giờ đang đâu, cũng là hồn đi trong núi. Ổng có hay về núi mình nhưng mà ổng không có phải là người tiếp xúc, phải có mấy vị cao mới tiếp xúc với kìa. Ổng nói rồi hồi xưa tôi giết quân Tàu nhiều quá, tự giờ ổng đi lặn xuống, ổng lặn giỏi á, ổng đục lũng với Tàu của Tàu á, lúc là quân Nguyên phải không, thì nó chìm, thế nên cũng giết nhiều quân Tàu thì bị cái nghiệp, cho nên chưa ở đầu thai, chỉ là những vị thần của nước Việt thôi. Mà nếu mà cộng lại hết mà thần mà chết, những cái ông mà
Hiện bây giờ á, người đời mình hay thờ cúng ở thành phố nào cũng có là năm ông tướng của 75 á. Đối với việc cũng là một lính lát ở cõi vô vi đi theo mấy ông này đó. Khi mà ở trên núi thì Long Sơn mình nó lâu á, đãi cho mấy ông một chầu gọi là cúng hồn điện sông núi á, là về đầy đủ hết điểm danh từ ông. Có nhiều vị xưa mình không có nhớ, có thể cái vô vi của chuyện thì nhớ, nhưng mà sắp phàm không có biết, mà sắp phàm cũng còn giới hạn cái thời gian. Có những gì rất là cao sâu mà hồi xưa nhỏ mình đi học sử á, là mình nghe Sơn Tinh Thể Tinh là mình tưởng là thần thoại á, không ngầu lắm không, thật sự không có lòng tưởng tượng thôi. Là núi Ba Vì á, ông về ông nói chuyện thần là Sơn Tinh đây có thiệt à, cũng là trong hồn thiên sông núi. Mệt thì cho nghĩ mệt chứ. Nhưng đó là mở máy lạnh thôi. Mở cửa không được. Đây cái hình này á, hồn thiên sông núi mở, hồn thiên sông núi mở cửa đây cho nó mát. Hồn thiên sông núi á, cho mình cái hình này là mục đích để làm gì? Để cảnh tỉnh mấy đại ca mình, cảnh tỉnh mấy đứa nước về, mấy đứa nhỏ Việt Nam á, đừng có lêu lỏng nữa. Tụi mày phải bắt đầu chú ý những gì Kiệt nói để mà lo cho tương lai tụi mày. Kiệt này cũng già rồi, những gì Kiệt nói hôm nay là cho tương lai nước Việt từ 18 cho tới 45 thôi à. Tại họ là cột trụ. Mà cuối cùng họ cũng không hiểu. Họ thích coi mấy cái show business, thích coi mấy cái action, thích coi cái náo nhiệt, thích coi những cái sao hoa phù phiếm. Đó là cái hình. Phượng Hoàng xuất hiện ở cách đây năm nay là năm 2019 không ta? 20 phải không? Thì lúc đó là cơ trời đang vận chuyển nước Việt rồi. Gần đây ở núi Bà Đen cũng có Phượng Hoàng xuất hiện nữa. Từ đó tới ngày hôm nay, bao nhiêu thiên tượng và bao nhiêu cái điều lạ mà trong sấm cơ nói là thấy Phượng Hoàng trên mây á, thì điều là có thật. Nên mình đừng có nói là chuyện huyền thoại là không có thật. Con người của mình có phước mới thấy được Phượng Hoàng xuất hiện ở thời này.